nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái tựa game mà nó giống như kiểu cũng là game kiểu bắt cua vượt thử thách cái kiểu á. Từ để tắt cái Mickey để chơi cho nó mượt. À, bắt cua kiểu kiểu này mà. Hả? À, nó có bẫy. Quên. Nhảy lên đây. Bây giờ nhảy lên đây là sẽ xuất hiện cái bẫy. Nhảy lên đây nè. Nhảy lên đây xong né. Chạy luôn. À, là mình nhảy qua bên kia luôn đúng không? Hình như mình nhảy cao được hơn này. À, ok. Nhảy lên đây. Nhảy qua đây luôn. Rồi. Nhảy qua. Khó thế. À, qua đường rồi. Qua đường rồi. À. Đố bắt được em. Ủa vậy sao quá? À, được. Ủa, dễ gì chết. Rồi à, đứng ở đây nè. Nhảy qua này, cái kia sẽ xuất hiện nè. Nhảy lên nè, xong chạy qua luôn. Ờ, à, mày thấy. Hả? À, hiểu rồi, là cái trái banh nó sẽ tưng lên đúng không? Ok, rồi. Chạy qua luôn đúng không? Rồi. Đứng ở đây luôn đúng không? Giờ mới hiểu nè. Run. À, sao bật chết? À, con nhân vật nó ngồi được mấy đấy ơi. Trời ơi. Hiểu. Ấy, trời ơi, tưởng ngồi được thì hay rồi. Đuôi đi. Ngồi xuống. Thấy chưa? Đuôi đi. Ngồi xuống nè. Tảng đá sập xuống nè, nhảy lên nè. Nhảy nó mới được. Đi qua tiếp. Cái này là gì đây? Bông game. À rồi, hiểu rồi. Thả trái banh xong nhảy xuống. Lại. Nè. Thả trái banh xong nhảy xuống. Có nghĩa là bây giờ mình qua đây nè. Sau đó là mình thả trái banh xuống, mình nhảy xuống dưới nè. Nhảy cao quá cũng chết. Qua đây nè, thả trái banh xuống, nhảy xuống dưới. Đấy, được. Thấy chưa? Suy lực. Cái trái banh nó đụng trúng cũng chết. Từ. Nhảy xuống. Rồi, không được để trái banh đụng chúng mình. Nó đụng chúng mình. Ok. Né. Sao có thể gì? Trái banh ơi. Tha tao trái banh ơi. Đừng nha. Đừng không muốn chết. Xuống. Chạy. Mừng quá, đi được rồi. Ây da. Hả? Bơi dưới nước. À, nó có cái gai. Né cái gai. Nó có hai cái gai. Bơi qua. Bơi lên. Bơi xuống. Bơi qua nè. Bơi lên. Bơi lên luôn. Nó có ba cái gai. Bơi xuống. Bơi qua. Bơi lên. Phải nhanh hơn. Bơi xuống. Bơi qua. Bơi lên. Bơi xuống. Bơi qua. Lên. Nó có một cái. Bơi qua. Lên. Xuống. Lên. Hít thở không khí. Ủa, nó không cho hít thở không khí luôn. Bơi qua luôn. Bơi lên luôn. Biết ngay mà có gai. Hít thở không khí. Không được. À, nó có đường ở trên. Hả? Xuống. Lên. Xuống. Nhanh hơn nữa. Xuống. Lên. Xuống. Bơi lên. Nhanh lên. Bơi qua luôn. Bơi qua được rồi. Thở. Nó bị hết oxy này. Thở. Bây giờ là nó có mấy cục gì nó bắn qua vậy, bây giờ làm sao né được? Lặn xuống. Xuống luôn. Ok. Né cái tường. Đây, né được rồi. Xuống. Rồi bơi qua luôn. Rồi bơi lên. Né mấy viên đạn. Nó có cái gai. Đấy, qua được rồi đấy, thấy chưa? Qua được rồi. Đây ơi, lấy cái tàu. À, cái tàu nó thả bơm. Nó tự thả bơm, sao nó tự chết luôn. Không được thả bơm, xuống đó. Đây.
bên dưới nó có một cái dòng. Nhanh lên, nhanh lên, giật ngã cho cổng thiên đường chứ mấy ba. Đấy, đấy, cái này nó bay hơn mình, cái này nó bay hơn mình. Bay xuống đây, ơ kìa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bay xuống đây nè, cái cục này sẽ đuổi theo mình nè, mình bay lên đây nè. Xong mình bay qua đây nè. Ây à, khó à, khó à. Đoạn này khó à. Lụm cái tàu, ok. Chưa kịp lụm cái tàu đã chết rồi. Lụm cái tàu, bay qua đây. Đi xuống đây, cái kia sẽ đuổi theo mình. Bay lên đây, bay tiếp, bay xuống dưới. Bay xuống dưới luôn, bay xuống dưới luôn. Đấy, qua được rồi, qua được rồi, qua được rồi. Được rồi, qua được. Còn xíu thôi mà, còn xíu thôi mà, cho qua đi. Xin đây, sắp hết tim rồi. Xin mày luôn đấy game ơi. Game ơi. Game vui quá, game vui quá, game thật là vui. Một từ game thật là xuất sắc. Game xuất sắc, game xuất sắc, game hay, game vui, game cực vui, game cực hay. Game này hay vãi chưởng. Game vui, game hay, game xuất sắc luôn. Game vẫn vui, game vẫn chưa có gì xảy ra, game vẫn hay. Game vẫn vui, nhanh hơn xíu là được, nhanh hơn xíu là được, không sao cả. Qua được, thấy chưa? Qua được mà. Game này chơi được. Game chơi được, vẫn qua được, vẫn qua được, game qua được là được rồi. Còn gì đó? Game này là số 1 thế giới. Đây ơi, đây ơi, đây ơi. Né, né, trời ơi, thấy chưa, né được rồi. Né được rồi. Cái gì đây? Né được rồi mà. Nó vẫn bay lên lại nữa à. Né được rồi, nó vẫn bay lên lại nữa à. Chơi tới sáng vẫn chưa xong mà. Ừ, anh cũng nghi thế mà. Chắc tới sáng quá. Ê mọi người ơi, tôi chơi mà tôi thua nhiều đến cái mức mà bây giờ nó không cho tôi coi quảng cáo nữa luôn mấy ba. Ừ, nó không cho tôi coi quảng cáo, tôi lấy mạng luôn nè, nó không cho tôi coi nữa luôn nè. Nó không cho tôi coi luôn rồi. Thôi mọi người ơi, cái game này nó không cho tôi coi quảng cáo, tôi lấy mạng nữa rồi mọi người ạ. À. Ây à, tôi hết mạng để tôi chơi rồi mọi người ạ. À. Không còn một team nào hết. Nếu như bây giờ tôi muốn chơi tiếp thì tôi phải đợi thêm 1 tiếng 18 phút nữa thì tôi mới được cộng thêm 10 mạng, tôi mới được chơi tiếp. Còn bây giờ tôi coi quảng cáo nó cũng không cho luôn rồi, tại vì tôi chơi thua nhiều quá. À. Hello team, hello team.